mình dặn hết anh em rồi, anh Hoài Tâm sẽ ra những cái chiêu mà những bad boy phải phục vụ các vị hôm nay phải không? Okay. All the girls, you stay in here because I'm gonna introduce you girls. Another bad boy. Lời đầu tiên muốn xin gửi lời chào tất cả quý vị ở Atlanta. Xin chúc quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui, thật sung và thật say.
đời ôi xin đứng lặng lặng trong từ nay tôi cũng thật xa thời gian đâu ôi xin lặng lặng trong từ nay tôi không cách giờ này em vui bên
Xin cảm ơn anh Tú.